Chào ông bà ngoại đi. Mi du bà ngoại đi. Đi con. Mi du bà ngoại đi, mẹ thương. Hôm nay Út của Thảo sẽ đưa mọi người đi chợ thực vật. Và từ nhà Thảo đi đến khu chợ này, cách qua một cái làng và đi xa khoảng 21 cây số. Và đây là trước cổng làng có tên là Anogem. Đây là cái máy mà quay cái nước ở dưới giếng lên đó mọi người. Và bây giờ bắt đầu đi tiếp để đi tìm cái ngôi chợ này. Tại vì ngôi chợ này cũng lần đầu tiên vợ chồng Thảo đi đến. Và sẵn tiện quay cho mọi người xem những ngôi nhà cổ xưa ở cái làng này nha. Kiến trúc của họ rất là lâu đời. Và họ chỉ sửa sang lại và sơn phết bên ngoài như vậy thôi. Chứ ngoài ra họ không có thay đổi gì cho cái ngôi nhà của họ cả. Những căn nhà này trên dưới cả trăm năm. Kiến trúc của họ nhìn khác hẳn những nơi khác đúng không mọi người? Cái xe Thảo có mấy hướng dẫn chỉ đường á, cho nên cũng rất là tiện khi mà mình muốn đi đến nơi nào. Nó chỉ rất là cặn kẽ luôn á mọi người. Ơi, tới nơi rồi con trai yêu của mẹ. Ngồi xe nãy giờ hơi buồn nè cô chú ơi. Đợi nón lên đi con. Đi ra xe với ba mẹ. Hai cả nhà, hôm nay là ngày lễ của bên Pháp, ngày 8 tháng 5, cũng là ngày thứ bảy nữa. Mình đưa cả nhà đi cái chợ ở một cái làng cách nhà mình khoảng hai mươi mấy cây số. Chợ này bán những cái cây cảnh. Mời cả nhà cùng đi tham quan với mình nha. Cái chợ này không phải mỗi ngày, mỗi tuần nào cũng có, mà lâu lâu họ mới bày ra họ bán một lần. Cái làng cũng, cái làng tên là Ernosem, cách nhà mình cũng khoảng 20 cây số. Bây giờ mời cả nhà cùng theo mình nha, coi họ bán những gì. Nơi đây có sân vận động đá banh lớn và nơi đậu xe cũng rất là lớn. Đây là cổng vào nè mọi người. Và bên cạnh có chiếc xe bán đồ ăn. Những người lớn tuổi đang đứng xếp hàng mua nhiều lắm. Giờ đi vô. Đẹp quá nè. Cây kiển, cây xương rồng. Tiền đá. Có cái xương rồng này đẹp quá. Nó có nhung đứng trên cây luôn. Có những cây kiển Thảo cũng không biết tên và cũng mới biết gặp lần đầu luôn. Anh nãy giờ anh ngồi trong xe á, không thoải mái, giờ anh xuống đất được, nếm tay anh không chịu luôn á. Ok. Anh chạy không mày. Ở đây đỡ không có xe. Cây cảnh này lạ ghê. Cái phong lá đỏ quá trời nhiều. Rẻ quá, từ 4 đồng đến 6 đồng. Rẻ quá.
Mà mấy cây lớn này là phải 22 đồng. Mais c'est l'année d'après, ça se. C'est ça, il faut le temps. Oui, il faut. Mais c'est si vous voulez juste ça, hein, le prendre carrément. S'il atterrit en pleine terre, il vaut mieux le prendre. Mua thêm cây này nữa. Voilà. Mua thêm một cây lá đỏ nữa về trồng. Merci monsieur. Bonjour. Đồng cũng được. Quá rẻ luôn. Chứ mình mua ở chỗ kia là cây này trong chợ mấy chục đồng á. 30-40 á. 30-40 á. Hôm bữa mình mua cây kia 119 đồng nhớ không? Vậy. Nhà Thảo có cây lá phong màu đỏ luôn á mọi người. Cây này cũng lá phong màu đỏ mà còn nhỏ á, cũng của Nhật á. Nhưng mà rẻ. Quay có 4-6 đồng. À. Cây này 3 đồng rưỡi cũng đẹp quá. Bonjour. Il est en train de repartir parce qu'il y a des puces de partout. Ouais. Je les ai fait pour les brocantes, mais j'en avais des grandes. D'ici quelques temps, d'ici 2-3 mois, ça va prendre de l'ampleur. Cây này 3 đồng rưỡi cũng ok. Đẹp ha. Ouais. Voilà, et puis comme il y a du j'en ai cassé un petit bout, où il est le petit bout que j'ai cassé. Après vous le mettez dans l'eau. Ça vous mettez dans l'eau. À, cô bán hàng này nói là cái cây tỳ bà này rất là dễ trồng. Có thể ngâm vào trong nước là trồng được thôi. Cái lan này bự. Người bán ớt nữa nè mọi người. Cà. Cà nhà. Bự ghê luôn. Đây giống cây tomat vàng nữa nè mọi người. Đủ loại giống hết. Tomat bi mini nhỏ. Chợ tương đối cũng nhỏ, không có lớn mọi người. Từ đó đi qua bên đây. Bán cây trong đây cũng rẻ, không có mắc mọi người. So với chợ rẻ cũng khoảng 1/3. Đây họ trồng tomat nhiều. Bây giờ mày anh nếm tay không biết anh có chịu hay không á. Anh muốn chạy một mình không. Đây những cái cây cảnh, những cái chậu để mua về trồng đó mọi người. Đủ thứ loại cây triển hết. Đây là cái bảng họ để những cái tên của cái cây đó. Có nhiều cái loại cây mình cũng không có rành tên mấy vậy. Những cái cây nó đến từ nước nào đó. À, những cái cây này là trồng bằng những cái nhánh chứ không phải trồng bằng cái hột. Dưa leo, trái nhỏ. Ở đây họ bán mứt. Họ mứt vậy là 6 đồng, 5 đồng. Mứt đủ loại trái cây luôn á mọi người. Mỗi cây là 1 đồng. Elle s'appelle comment ça là? Ah, moi je l'appelle tomate bleue. Elle est peut-être pas là-dessus. Petite bleue si c'est. Ah si, petite bleue, voilà. Et la petite de Raizière, c'est quoi ça? Alors, c'est pareil, c'est la même dame aussi, qui m'a ramené des tomates que je n'avais pas et que je ne connais pas. C'est une tomate cerise, mais qui, au niveau du goût, n'a rien à voir avec la tomate cerise industrielle qu'on connaît. Ça fait de très belles tomates. Những cái chậu xương rồng
3,50 một cây. Đủ loại. Ở trong chợ thì khoảng mấy cây này khoảng 5 đồng. Cái này cây gì vậy ta? Có bán luôn cây tắc 49 đồng. J'aime bien le piment piquant. Voilà, c'est le piment fort. Ok. Voilà. Je prends deux. Ouais. Ouais, je prends deux. Deux. Donc 2 euros. C'est deux cây bự. Attends. Cây này, cây này với cây này. C'est là, c'est là. Xin cái gỗ này được không? Vous pouvez choisir. Hein. Okay. Moi, ça m'est complètement égal. De toute façon, maintenant, il reste les plus beaux. Ok. Ça, c'est piquant. Oui. Alors là, c'est du très fort. Hein. Gao này, gao gì nữa nè? Gao thơm này, thơm lắm nè anh. Lấy chậu này nè anh. Đây, attends, je... C'est là. C'est du basilic là. Ah, basilic, oui. Ok. Attends. Prends une. Oui. Je prends encore ça. Écoutez, on va le poser là-dedans, comme ça. Des boules comme ça. Alors, j'ai plusieurs variétés. Ça, c'est la musquée de Provence. Ouais. Ça, c'est la muscade. Ouais. Elle a un petit goût de noix de muscade. Mmh. Voilà. Ok, c'est bon, je prends juste... Voilà, donc 3 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Voilà, très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. C'est là, combien ? Ouais, bah, ça va être rapide. C'est 1 euro le plan. Ah, oui, regardez, celui, pardon, celui-ci a déjà beaucoup de... Ah oui, c'est comme vous voulez, hein. Cái này nó mọc xuống dưới đất là nó bò vậy lắm. Tu veux lequel? Vous pouvez prendre celui que vous... C'est là. Voilà. Cái này là cây đào nè, cây mặn nè mọi người. Bonjour. Bonjour. J'adore, c'est trop beau. Cây này là cây nhãn lồng. Đây có xăng đá banh nhỏ nữa. Đây là những cái bô ben mà người ta chọn bỏ gì vô á mọi người. Này là mấy cái keo sành á, phải bỏ ở đây. Còn đây là những giấy báo hộp này kia thì bỏ vô đây. Còn đây là những cái chai nhựa, những cái bọc ni lông và những cái bình thủy nhỏ nè, hộp giấy thì bỏ vào đây. Ôi trời, hôm nay đẹp quá mọi người. Này nắng đẹp lắm, mát lắm. Và bên cạnh có công viên nữa nè mọi người. Bọn trẻ đang chơi bóng gỗ. Ngôi làng này có đầy đủ tiện nghi và nhiều điều thú vị phải không mọi người? Đây họ đang trồng cây. Họ mua những cái cây trồng ở ngoài chợ đó, họ đem vào đây trồng và được trồng tự do nơi đây. Đây có tổ chim. Cho những chú chim hoang á mọi người, họ bỏ đồ ăn vào trong đó. Rồi chim hoang nó đi vô. Nó ăn. Trong cái chuồng cũng rất là to phải không mọi người? Và bọn chúng có thể cư trú tại nơi đây, không ai bắt hết đó mọi người.
Và đây có một chú ong đang tìm kiếm một điều gì đó ở đây. Cái nhà cũng tương đối bự. Và bên cạnh đây là cái nhà mà để sách hoặc là phone đó mọi người. Trong đây nè. Các bạn muốn xem sách gì à? Vào đây tìm. Giống như thư viện nhỏ vậy. Rồi đi ra ngoài công viên ngồi. Những cái bàn nhỏ nhỏ gần đó đó. Rồi mình đọc sách. Đây rau dại mọc nhiều lắm mọi người. Không ai hái hết trơn. Cây tầm ma nè. Bên dưới là một cái bờ kênh nhỏ. Nó chảy dài qua cái con đường bên kia. Ở đây có cái khu mà mình tập thể dục nè mọi người, nơi công cộng luôn. Có đầy đủ máy luôn á. Máy chạy bộ. Máy kéo, máy đẹp không? Và bên cạnh ngôi chợ này có khu câu cá giải trí. Giờ vợ chồng đã mua thêm hai cây này. Không biết giá nhiêu nữa, mình nghĩ chắc một đồng một cây là chưa có hỏi. Bien le chien mais faut pas faire mal hein. Juste caresser. Non, 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 non. Elle est gentille. Je crois qu'il fait mal après. Oui, elle est gentille. Attends, viens là. Chạy đi thôi. Cây kia 3 đồng hả? Cây này 1,5 đồng, cây này 2 đồng. À. Là 3,5 đồng mà mình trả 3 đồng. Trong cái chậu này mình thích nhất là có hai cây ớt. Hai cây ớt mà cay nữa. Ớt cay nhất, mình thích nhất. Là, hôm nay mình đã đi dạo chợ bán cây kiểng và mua được bao nhiêu. Tính ra bao nhiêu đây, bao nhiêu? 3 đồng, 5 đồng. Có 10, 11 đồng thôi. Mà tất nhiều quá trời nhiều luôn á. Vừa đi dạo vui và vừa được mua cây về trồng nữa. Em thích nhất là cây lá đỏ đúng không? Cây lá đỏ, cái phong lá đỏ quá rẻ luôn mọi người, có 5 đồng á, trong chợ là 25 đồng là rẻ nhất. Ok, cũng ngày đi chợ của mình tới đây cũng xin tạm dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại video sau. Chúc cả nhà cuối tuần thật là vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ nha. Hôm nay cho mọi người khám phá chợ bán cây thực vật nhỏ như vậy. Rồi, trong cây nó cao, bỏ trong cốp nó bị ấy, bỏ lên trước. Bỏ úp lên. Rồi úp lên, úp quậy quá. Úp vô, úp chào, úp cho úp vô vô đi. Úp vô cả nhà đi. Úp, úp quậy quá mà. Bye bye đi, bye bye. Bye bye, phải giữ úp không có. Nè. Bye bye, bye, bye. Đi, bye bye đi rồi đi. Bye bye. Đi. Bye bye đi. Úp bye bye đi. Mặt úp, mặt úp quạo wow, không được, không được, không được. Bay nhảy rồi, mặt úp quạo wow kìa. Bye bye cả nhà. Bye bye mọi người luôn nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.